Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng cử những của lễ thánh của dân Israel, dân biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng: Phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong vòng con cháu các ngươi đã bị ô uế đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị truất khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại, rồi mới được phép ăn các vật thánh, vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh này ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho họ nên thánh. Chẳng một kẻ khách ngoại bang nào được ăn vật thánh. Kẻ nào ở tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái của thầy tế lễ kết thân cùng kẻ khách ngoại bang thì sẽ không được ăn vật thánh dâng dơ lên. Còn nếu con gái của thầy tế lễ đã góa hay là bị đẻ không có con, trở về nhà cha ở như buổi còn thơ, thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình, nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai lầm ăn một vật thánh thì phải đền lại cho thầy tế lễ giá của vật thánh đó và phụ thêm một phần năm. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho các vật đó nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người cùng cho cả dân Israel mà rằng: Hễ người nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ mà dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, hoặc của lễ khấn nguyện hay là của lễ lạc ý hầu cho được nhậm, phải dâng một con đực không tỳ vít chi bắt trong bầy bò, hoặc chiên con hay là dê cái. Các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vít, vì nó sẽ không được nhậm. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thụ ân bằng bò hay chiên, hoặc dâng trả lễ khấn nguyện hay là lạc ý hầu cho con sinh được nhậm, phải không có một tỳ vít chi trên mình. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ, chốc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ. Các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá mà làm của lễ lạc ý. Nhưng về của lễ khấn nguyện, con thú như vậy quả sẽ chẳng được nhậm. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình một con thú nào hòn nang bị dập nát, rứt hay là thiến đi. Chớ nhận nơi tay kẻ khách ngoại bang một con sinh nào bị như vậy đặng dâng làm thực vật cho Đức Chúa Trời mình, vì nó đã bị hư và có tỳ vít trên mình, không được nhậm vì các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hễ con bò con chiên con hay con dê con phải ở quẩn theo mẹ trong 7 ngày sau khi lọt lòng. Nhưng qua ngày thứ 8 về sau
sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ bò cái hay chiên cái, các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày. Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhậm? Của lễ đó phải ăn nội ngày, không nên để chi lại cho đến sớm mai. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh, tức đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 23. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Này là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. Đến ngày 14 tháng Giêng vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong 7 ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong 7 ngày, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ 7 sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tỳ vít chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 2/10 bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với 1/4 hin rượu làm lễ quán. Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đang ở trong vé, cho đến 9 ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày, cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến 2 ổ bánh, đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc hấp có pha men, ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh 7 chiên con giáp năm chẳng tỳ vít chi, 1 con bò tơ và 2 con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng 1 con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và 2 chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ân. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với 2 ổ bánh bằng lúa đầu mùa và 2 chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó. Phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào, phải dâng các của lễ dùng lửa
dâng cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Ngày mồng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào, vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình, và hễ ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mồng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cùng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền, là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thâu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng, khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ấy vậy, Mô-sê truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào. Chương 24. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel đem dầu olive ép trong sạch đặng thắp đèn để giữ cho đèn cháy luôn luôn. A-rôn sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức màn che hòm bản chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn từ chiều tối đến sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2/10 ê-pha, đoạn sắp ra 2 hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày sa-bát, người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Có một đứa con trai, mẹ là người Israel và cha là người Ai Cập, đi ra giữa vòng dân Israel đánh lộn tại nơi trại quân với một người Israel. Đứa trai đó nói phạm đến và rủa sả danh Đức Giê-hô-va. Người ta dẫn nó đến Mô-sê, bèn giam nó vào ngục cho đến chừng Đức Giê-hô-va phán định phải xử làm sao. Mẹ nó tên là Shelomit, con gái của Dipri, thuộc về chi phái Đan. Và Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đem kẻ đã rủa sả ra ngoài trại quân. Hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó. Đoạn hãy nói cùng dân Israel rằng: Người nào rủa sả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử,
cả hội chúng sẽ ném đá nó. Mặc dù nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dù kẻ đó là ai sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một súc vật phải thường lại, nghĩa là mạng đền mạng. Khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm. Gãi đền gãi, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vết như chính người đã làm cho người khác. Kẻ nào làm chết một súc vật thì sẽ thường lại. Còn kẻ nào giết chết một người thì phải bị xử tử. Bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ, các ngươi cũng phải dùng một luật lệ. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy, Môi-se nói lại cùng dân Israel, biểu đem kẻ đã rủa xả ra khỏi trại quân rồi ném đá nó. Thế thì, dân Israel làm y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn Môi-se. Chương 3. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tối mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Để làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa,
vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Chương 4. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Tychicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aristarc là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Banaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giê-xu gọi là Giúp-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Achip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Phaolô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Thi Thiên 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.